Tôi tới Việt Nam từ tháng 1 và tính đến nay đã được 4 tháng. Thực sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được tới Việt Nam công tác. Đất nước của các bạn có vị trí địa lý rất phong phú và nhiều phong cảnh đẹp. Con người và văn hóa của các bạn cũng rất đa dạng và thú vị. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở đây. Rất may mắn từ khi đến Việt Nam, tôi đã có cơ hội tới xem các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội thi đấu, cũng như đến Đà Nẵng tham dự khai mạc giải bóng đá vô địch quốc gia Futsal do VOV tổ chức. Tôi cảm thấy rất ấn tượng với nền bóng đá của các bạn. Có thể nói, trong danh sách các cầu thủ U20 Argentina sang Việt Nam lần này đều rất xuất sắc. Đây là cơ hội rất tốt không chỉ đối với các đội tuyển của Việt Nam, mà còn đội tuyển Argentina. Đây là sự kiện rất quan trọng với Argentina và sứ quán chúng tôi. VFF đã mời và liên hệ hợp tác với chúng tôi để chuẩn bị cho chuyến du đấu của U20 Argentina tại Việt Nam như một bước đệm chuẩn bị cho vòng chung kết U20 World Cup tại Hàn Quốc. Để chuẩn bị cho chuyến du đấu lần này của đội U20 Argentina, vào thứ Hai tới, đại diện lãnh sự và phiên dịch của Đại sứ quán sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để đón đoàn. Và thứ ba, tôi cũng sẽ có mặt trực tiếp để giao lưu với đoàn và chuẩn bị cho trận đấu vào ngày thứ Tư. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ kêu gọi cộng đồng người Argentina tại Thành phố Hồ Chí Minh đến và cổ vũ cho đội tuyển. Cảm ơn các bạn vì buổi phỏng vấn này.